Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết, Mỹ không còn xếp bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào vào các nhóm thuộc diện cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp độ của nước này. CDC Mỹ đã loại khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ khỏi nhóm thuộc diện cảnh báo cấp độ 4 là trường hợp đặc biệt không đi du lịch. Nhóm thuộc diện cảnh báo cấp độ 3 là rủi ro cao lây lan dịch COVID-19, hiện gồm khoảng 120 quốc gia, trong đó có Anh, Australia và Mexico.